Quang Bảo xin chào các bạn. Sáng hôm nay là ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam. Thì đối với thành phố Phan Thiết thì hôm nay là Quang Bảo ra ngoài có hai mục đích. Nhất là xem tình hình phố xá hay là ngoài đường thì bữa nay sinh hoạt ra sao. Và cái thứ hai nữa là mình đi chỉnh sửa lại cái điện thoại, nó test lại, nó đưa vào máy tính được. Và đổi với cái công chuột, công chuột 2-3 tháng nay mình nặng nhiều quá, nó cũng bị tai biến rồi. Đó thì chúc sức khỏe các bạn, nhất là các chị em phụ nữ ngày 20 đến 10 là vui khỏe, hạnh phúc và giữ nguyên lại sự việc để lại cho đàn ông làm. Xin chào các bạn. Đến đây mà thấy cũng toàn vang tiếng hát ngân tràn rực xuân, nắng xuân về dệt mộng đẹp quê hương. Nè, cái máy của chú là vẫn quay được, nhưng mà bây giờ là vừa rồi là nó tụt pin đó. Đó, rồi nó biểu sao lưu được, cái chú không có sao lưu, chú mới tắt nguồn đi. Rồi khi đó chú mới đưa dữ liệu vô trong cái máy tính thì lại không được, nhưng mà dữ liệu ở trong này thẻ nhớ vẫn còn. Kỳ trước chú một lần chú đem ra đây rồi, chú làm được rồi. Các anh em chỉnh lý lại trong cái phần là để mà nó dẫn vào cái máy tính. Chú nói gì con hiểu không? Tất nhiên là dữ liệu trong cái thẻ nhớ mình vẫn có, nhưng mà khi máy chú sụp pin á, nó biểu chú sao lưu, chú sao lưu mà chú tắt nguồn đi. Tắt nguồn khi mà mở lại, khi mà chú đưa vào máy tính á thì lại không có, nhưng mà chú kiểm tra là thẻ nhớ là dữ liệu của mình. Dạ, chú muốn kiểm tra là cắm vô máy tính nó có nhận. Đó, bây giờ là đưa giùm cho chú cái đó nha. Rồi đó, bây giờ test thử máy nè. Máy này vậy là do máy chủ rồi, do vi tính rồi, chứ không phải là máy điện thoại. Là nhờ các em ở thế giới di động là hỗ trợ, là cái máy này đã được rồi nha. Máy này đã được rồi. Giấc mơ tiếng xuân về nồng nàn tình tháp nước, thăm đầm trường dục thanh tình sâu nghĩa nặng. Lòng mẹ bao la khúc hát âu gió vươn cánh diều bay cao tiếng hát. Đó là bán ngày cả ngày hôm nay nữa mà. Tới từ đi. À, hết bông nè. Bông này là bông cũ còn lại ha. À vậy ha. Nhưng mà bán được hôm qua ha. Một cái bó hoa đó là, ủa, em mua cái đó là bao nhiêu con gái em? Hả? Bao nhiêu vậy em? Bao nhiêu? Một dạ 20 một hoa ha. Rồi cảm ơn nha. Rồi chúc ngày vui của chị em phụ nữ. Cảm ơn nha. Tưởng đâu là mua tưởng đâu mua bông chứ. Thì mình bán một cái gì là 20.000, còn một cái bình như thế này 200. Rồi, cảm ơn em nha. Bữa nay 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam nè, ở đường phố đông đảo. Và dọc theo vỉa hè là có các bạn gái bạn trai bán hoa đây. Nhưng mà trời hôm nay nắng quá cho nên là hồi sáng giờ là cũng đã mua rồi đó. Bán từ đây tới chiều. Các bạn thấy hoa đẹp không? Cái này là hoa giấy phải không mẹ? Rồi, xin cảm ơn các bạn nha. Đây là vòng xuyến giao lộ đường Từ Quận 4 với Trần Hưng Đạo. Đây là cái TC Palace, đường vô nhà Quang Đẩu đây.
xuân hồng dịu vàng lời yêu thương vương chiều hò bày tròi vọng giấc mơ tiếng xuân về nồng nàn tình tháp nước thăm đầm trường dục thanh tình sâu nghe nàng lòng mẹ bao la khúc hát ầu gió vương canh diều bay cao tiếng hát. Đây là cái góc đường vào đường Đặng Văn Ngữ đây các bạn. Đó, còn phía bên nữa là con đường 19 tháng 4 về phía bắc. Cũng xin chào các bạn. Con đường này là đường vào nhà mình đây, vào khu phố 11. Nó có hai nhánh. Một nữa là Đào Duy Anh, hai nữa là Đặng Văn Ngữ. Đặng Văn Ngữ là cái đường vào nhà mình. Ở bên cạnh đây thì có cái siêu thị PC Ballad. Cái khúc này là đang làm cái đường cống. Đường cống mà hôm trước là mình làm clip để mình cho các bạn xem là trước nhà bị đào bới lung tung hết. Đó, cái bản nhà Mỹ anh chính mình đã xuất hiện. Thì con đường này chính là con đường Đặng Văn Ngữ này các bạn. Tôi xin chúc các bạn phụ nữ Việt Nam và phụ nữ thế giới vui khỏe, hạnh phúc. Trôi sáng đất anh hùng vươn tầm cao.